đánh hay là sơ sức điểm nào á thì ăn điểm thôi, chứ giờ cái phát giờ không có nói chuyện được rồi. Ngoài bốn ngoài miếng trời ơi, hồng quýnh rồi một trắng, nói chung khó trắng lắm, kèo này một trắng khó nói chuyện được lắm. Ba ba mà giờ một trắng lên này cũng như nấy à, hên lắm mấy trắng dính đường chế banh đó. Giống như bình trước bình đôi công vậy mà trắng đựng trái banh mừng lắm. Đó giờ một trắng thấy không? Chung kèo bên kia cũng khá là nặng á, kèo bên kia vàng bàn á. Kèo bên kia mà giả sử mà tài súng tài nhỏ mà không vô bàn chắc kèo này là vàng 6 gì sổ lớn á. Trời ơi quýnh đó kìa. Quýnh ghim ghim không? Bàn nào mà thủ cho được. Nói chung là bên anh em vàng 6 cũng ngán con cái ngán vàng bàn. Nói chung vàng bàn tài súng với tài nhỏ là hiện tại giờ Việt Nam mình là có số nhất nhì rồi. Hồng trắng một tay quá hay. Quá tốt, xử lý tốt quá. Ủa tỷ số mấy mấy rồi trời? Mấy mấy rồi Tiên? 3-4. Đánh nhiêu điểm Tiên? Đánh 16 điểm, tỷ số 3-4. Cũng gây cấn nha. Hồng hay quá. Chế banh nó hợp lệ, chế banh nó gấp thú hợp lệ. Nhưng khi mà đéo được nói chung xe xích có 1-2 điểm thôi, không biết kèo này có diễn biến có xét hai không đây. Xét hai thì mình chết luôn, tài súng hết khó chịu quá. Rồi không biết có xét hai không đây. Có. Quýnh hai xét anh, quýnh cặp à? 33. Cái này là 33 quýnh cặp. Có ông anh vàng 6 ngoài ảnh anh báo. Về bạn. Quýnh cặp. Tại súng sung quá, tại súng mấy này nhốt. Vợ nhốt nhà này thả ra sung quá. Rồi đang cháp kèo thêm ở ngoài. Nói chung kèo cam với kèo Việt của mình khó lắm, lâu lắm, phải qua Tết. Qua năm là SEA Games hình như Việt Nam mình đăng cai đó. Rồi cam qua mới có kèo, lúc đó cáp vô luôn. Hồng cao 1m78-79 đó mọi người. Nhìn nó mớm vô chứ nó cao lắm. Rồi giờ đang chuẩn bị xét hai nha mọi người. Quên đem, không có đem cái cây hồi sáng đi sớm quá với bọc đồ. Bọc quần áo. Không có đem cái cây quay cầm mỗi tay. Nay anh Tài mập rồi. Nay ăn nhậu rồi đi làm không à. Bộ thái cũng tầm cỡ đó đó mọi người. Mờ quá, nói chung cũng hơi mờ, anh em cũng thông cảm. Nói chung đang gom sổ diễn biến xét hai.
mình cũng chỉnh chất lượng mà đang mà ở đây nó không có